chào mừng các bạn đến với Nhân Nguyễn Podcast nơi mình sẽ chia sẻ về những kinh nghiệm cũng như là những câu chuyện của bản thân xoay quanh công việc của một người nhiếp ảnh gia, một cái người sản xuất video, video producer. <laughs> Xin giới thiệu một chút về bản thân trước khi bắt đầu vào cái chuỗi podcast đầu tiên này cho những ai khi mà lần đầu tiên đến với kênh Nhân Nguyễn Production và lắng nghe cái podcast này thì mình tên là Nhân, hiện tại là một video producer đang sinh sống và làm việc tại thành phố Toronto, Canada. Hiện tại ở ngoài trời đang là 12 độ vào những ngày cuối đông của thành phố Toronto. 12 độ thì ở bên này cũng được gọi là ấm vào những cái ngày đông đó các bạn. Thì ngày hôm nay mình quyết định thầu cái podcast đầu tiên và tạo ra một cái chuỗi series để mình có thể chia sẻ những cái câu chuyện, cái trải nghiệm trong cái quá trình làm việc của mình và cũng như những gì mà mình đã học hỏi được từ những người bạn từ những người đồng nghiệp và những người đã đồng hành với mình trong cái công việc này thì đã bắt đầu cho cái số podcast đầu tiên á thì mình cũng lựa một cái chủ đề mà mình nghĩ rằng khi mà ai bắt đầu tìm hiểu về công việc nhiếp ảnh quay phim làm phim á cũng sẽ bị hỏi thôi giống như mình hoặc là đôi khi các bạn cũng sẽ tự hỏi bản thân mình đó chính là làm thợ chụp hình thợ quay phim thì có kiếm được tiền không và cái công việc này nó có ổn định hay không? Ờ, đây là một cái câu hỏi mà mình nghĩ rằng nếu như các bạn đã đang và sẽ suy nghĩ về việc làm cái công việc này á, thì mỗi dịp tết là chắc chắn bị hỏi rất là nhiều luôn. tại vì những cái người thân, á, những cái người mà quan tâm tới mình nó sẽ luôn muốn biết rằng cái lựa chọn công việc của mình, cái việc mà mình đang làm á, nó có thực sự ổn định và mang lại một cái cuộc sống tốt cho mình hay không? đôi khi khi mà chúng ta đang trong cái giai đoạn khó khăn khi mọi người hỏi thì nó là một cái gì đó mình cảm thấy nó kỳ mình cảm thấy nó không hay nhưng mà nếu như các bạn là một người thành công thì các bạn sẽ chắc chắn sẽ muốn trả lời những cái câu hỏi giống như vậy để chứng minh cho mọi người thấy là cái công việc của các bạn là một công việc tốt và một cái công việc nó mang lại cái sự ổn định trong cuộc sống của các bạn. Thì nếu như các bạn chưa từng làm quá công việc này và các bạn chỉ đang tìm hiểu thôi á thì các bạn chắc chắn cũng sẽ muốn tìm kiếm cái câu trả lời cho mình là công việc này nó có ổn định và kiếm tiền được hay không câu hỏi này nó có hai vế cái vế đầu tiên á là cái sự ổn định trong công việc thì khi tìm kiếm một cái công việc á thì mọi người rất là mong muốn cái công việc đó sẽ mang lại cho mình một cái nguồn kinh tế ổn định hàng tháng giống như khi mà chúng ta đi làm văn phòng đi làm cho công ty à, đi làm từ thứ hai tới thứ sáu đôi khi thì làm luôn thứ bảy Sáng thì 9 giờ bắt đầu vào công ty và làm tới chiều 5 giờ đi về. Và ngày 30 cuối tháng sẽ được nhận một cái mức lương cố định. Và nó cứ như vậy từ năm này qua tháng nọ thì mọi người nghĩ rằng đó là một cái công việc khá là ổn định. Đó thì đó là những cái định nghĩa chung của xã hội về một cái công việc ổn định. Ngoài ra một cái yếu tố ổn định khác của một cái công việc đó chính là nó không bị phụ thuộc vào những cái sự thay đổi về mặt môi trường cũng như là thời gian ví dụ điển hình là một người làm nông đôi khi các bạn trồng một cây lúa à, mỗi năm nó chỉ có một vài cái thời vụ để thu hoạch thôi thì chỉ có những cái khoảng thời gian mà chúng ta thu hoạch đó chúng ta bán lúa bán thóc bán gạo đó, thì chúng ta mới có được cái nguồn doanh thu còn những cái thời điểm kia thì chỉ là chúng ta phải ra tiền để chăm bón cây nè rồi bỏ thời gian ra chăm sóc để mong rằng tới cái thời vụ được giá giá cao bán được nhiều tiền và cây cho ra cái năng suất cao thì công việc này nó cũng không phải là một cái công việc ổn định mọi người những cái bậc phụ huynh á, thường nghĩ rằng con cái nên chọn những cái công việc như là bác sĩ kỹ sư chúng ta làm việc mỗi tháng chúng ta có được những cái đồng lương cố định thì cuộc sống nó sẽ bớt suy nghĩ và nhàn hạ hơn thì đó là sự ổn định trong một cái công việc thì ngược lại với một cái công việc ổn định thì những cái công việc còn lại là những cái công việc bất ổn đó các bạn. Có nghĩa là các bạn phải phụ thuộc vào thời vụ. Ví dụ như các bạn muốn trở thành một người thợ chụp ảnh cưới thì cái khoảng thời gian mà các bạn kiếm được nhiều tiền nhất á, là cái khoảng thời gian trước Tết. Khi mà nhà nhà ăn cưới, người người ăn cưới, ai đi cưới cũng cạn sạch tiền luôn. Lúc đó là chỉ có wedding photographer là túi còn tiền thôi các bạn. Đó. Nhưng mà sau đó, sau Tết khi mà người ta bắt đầu đi hưởng từng chăn mật rồi ha mọi người bắt đầu xài hết tiền rồi chẳng ai còn muốn tổ chức một cái đám cưới sau tết hết trơn á lúc đó thì trễ quá rồi thì đây là cái giai đoạn mà stress nhất đối với một cái người wedding photographer tại vì người ta sẽ không có một cái nguồn thu nhập nhiều và ổn định như là cái khoảng thời gian trước tết thì họ bị phụ thuộc vào những cái uh, trend những cái gọi là lễ hội cũng như là những cái yếu tố ở bên ngoài ảnh hưởng đến cái công việc của họ thì đây là một cái công việc nó không có ổn định tuy nhiên là đối với trải nghiệm của bản thân mình á thì mình nghĩ rằng bất cứ một cái ngành nghề nào nó cũng sẽ có những cái rủi ro và sẽ có những cái sự bất ổn không riêng gì với cái công việc à, nhiếp ảnh khi mà chúng ta phụ thuộc vào những cái 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 mùa cưới nè, những cái mùa mà họ đang cần đến một cái dịch vụ à, hoặc là những cái mùa mà bán nhà nè, những cái ngày những cái năm những cái 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 năm mà sốt đất, sốt nhà thì cái những cái người mà đi chụp real estate, chụp nhà, chụp cửa cũng kiếm được rất là nhiều tiền và sau đó thì qua cái thời vụ đó rồi thì chúng ta sẽ không còn có được cái 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 thu nhập như mong muốn trước đây được Thì đối với mình á bất cứ một cái công việc nào nó cũng sẽ có cái sự bất ổn với các bạn. Mặc dù chúng ta định nghĩa là một cái công việc ổn định là một cái công việc mà chúng ta sẽ có một cái số lương nhất định vào cuối tháng. Tuy nhiên chúng ta đang làm cho một cái người nào đó, cho một cái công ty nào đó. Thì cái công ty đó nó cũng sẽ có những cái sự bất ổn và có sự rủi ro cho cái công việc của các bạn. Ví dụ như là vào cái đợt mà khủng hoảng kinh tế vừa rồi á, thì cũng có rất là nhiều người đi làm công ty, bị bắt buộc phải thôi việc bởi vì công ty đã không còn có được nhiều khách hàng, không bán được hàng thì họ không thể nào có tiền để trả lương cho các bạn. Và cái cách duy nhất mà họ có thể làm đó chính là cắt giảm nhân sự và bạn là cái người đầu tiên mà họ nghĩ tới. Thì đó là cái sự bất ổn, có nghĩa là qua cái tháng sau, qua cuối tháng đó bạn sẽ không còn cái mức lương 5 triệu, 10 triệu mà cả năm vừa rồi, cả mấy năm vừa rồi, tháng nào bạn cũng nhận được. Rồi các bạn cũng phải đi tìm một cái công việc khác, đi tìm một cái công ty khác để nộp đơn vào xin việc. Thì bất kỳ một cái công việc, bất kỳ một cái ngành nghề nào nó cũng có cái sự rủi ro trong đó cả. Vì vậy, cái sự ổn định trong công việc là mình phải chủ động tìm kiếm và tạo dựng nên cái sự ổn định đó. Thì đặc biệt đối với một cái người freelancer, đặc biệt đối với một cái người A photographer, một cái người video producer khi mà chúng ta làm việc theo thời vụ và chúng ta đang tự bản thân mình phải chạy một cái doanh nghiệp, tự bản thân mình phải điều hành một cái công việc của mình và để tạo dựng một cái sự ổn định cho cái công việc của mình á, thì trước tiên á, là các bạn phải hiểu được là ngành nghề của mình sẽ có những cái sự bất ổn như thế nào ngay cả mình khi mà mới bắt đầu làm công việc này á, vào những cái mùa mà bận biểu á, mình kiếm được rất là nhiều tiền và mình nghĩ rằng, oh, ok, tháng sau mình cũng sẽ tìm được một cái số tiền giống như vậy thôi. Mình mua một cái lens mới, mình mua một cái body mới, mình mua một cái camera mới, mua một cái gimbal mới. Và mình nghĩ rằng tháng sau mình sẽ dùng tất cả những cái thứ này để bào chóp tiếp các bạn, để có thể kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Nhưng mà qua tháng sau, một tháng sau, hai tháng sau, cái mùa cao điểm nó trôi qua. Và tất cả những cái gì mà mình đầu tư trước đó đó, bây giờ nó nằm trong tủ nó chờ đóng bụi đó thì bây giờ thực sự là mình không thể nào mà có thêm do cái nhu cầu của xã hội lúc đó không còn nhiều nữa thì cho dù mình có thiết bị tốt cả nào mình có sản phẩm tốt ra sao thì cái nhu cầu nó đã giảm xuống thì cái việc kiếm tiền của mình nó cũng sẽ giảm theo và khi ý thức được điều đó đó mình bắt đầu biết dành dụm các bạn mình biết cân đo đong đếm theo từng giai đoạn ở những cái lúc mà đông khách những cái lúc mà kiếm được tiền khi mà nhận được cái khoản tiền từ khách hàng á mình sẽ luôn bỏ ít nhất là 20% vào trong cái khoản tiết kiệm của mình dành cho những cái tháng mà mình không có làm được nhiều tiền đó là cái cách mà mình ép buộc bản thân không được xài tiền tại vì khi mà mình đã bỏ cái số tiền đó vô một cái tài khoản mà mình không có nhìn thấy mỗi ngày thì mình sẽ biết là mình không có tiền khi mà nhìn vào cái tài khoản chính của mình á, thì mình chỉ biết là ok tháng này mình sẽ chỉ có nhiêu đó tiền để ăn xài thôi thì mình sẽ biết tự động cân đo đong đếm, gói ghém xài trong cái khoảng mức đó, còn phần còn lại mình sẽ để dành cho những cái tháng mà mình không có kiếm được nhiều job. Thì đó là về mặt quản lý tài chính kinh tế, nó sẽ giúp cho chúng ta có được một cái tinh thần làm việc nó ổn định, xuyên suốt, nó không có bị phụ thuộc. Nếu như mà ai đó lúc mà kiếm được nhiều tiền mà xài nhiều quá rồi á, bắt đầu quen tay. Tới cái lúc mà kiếm mà không có được nhiều tiền nữa đó, thì khi mà tiêu xài á, chúng ta sẽ cảm thấy rất là stress. Đôi khi trước đó các bạn mua một cái len 2 chục triệu nó không thành vấn đề gì hết trơn á. Nhưng mà tới cái lúc mà đã không kiếm được tiền rồi á, đi mua cục pin, đi mua cái thẻ nhớ, nhiều khi cũng phải cần đo đồng đếm suy nghĩ nha đó là thực tế mình đã từng trải qua cảm giác đó rồi thì mình muốn chia sẻ lại cho những ai cũng đang gặp phải cái 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 tình trạng đó giống như mình thì đó là một trong những cái cách kiểm soát tài chính để mình giữ cho cái tinh thần làm việc lúc nào nó cũng ổn định không có bị ảnh hưởng bởi uh, những cái lúc mà không có làm ra tiền thì mình nản với công việc hoặc là những cái lúc mà làm quá nhiều thì mình lại cảm thấy cái công việc này nó quá cực. Đó thì khi mà mình cân bằng lại được cái tài chính đó, thì mình sẽ giữ được cái tinh thần làm việc nó ổn định hơn. Tiếp theo, á một trong những cái cách mà giúp cho chúng ta tạo nên cái sự ổn định trong công việc đó chính là nâng cấp kỹ năng trong cái thời gian rảnh. Sẽ có những cái thời điểm mà chúng ta phải làm rất là nhiều và sẽ có những cái thời điểm mà chúng ta không có gì để làm. Thì hãy đừng để cho bản thân mình cảm thấy quá rảnh rỗi. Khi mà chúng ta rảnh rỗi, khi mà chúng ta không có nhiều job để làm, á chúng ta sẽ bị nản. Đó là cái cảm giác của mình khi mà mới bắt đầu ra làm freelance những cái tháng mà mình không có khách hàng á mình cảm thấy rất là nản các bạn cảm thấy ồ oh, mình đã đầu tư quá là nhiều mình làm một cái sản phẩm nó rất là đẹp rất là chỉnh chu nhưng mà bây giờ mình phải chấp nhận uh, bán nó với một cái giá rẻ hơn để có được thêm khách hàng thì mình rất là buồn rất là cảm thấy cái công việc này nó bất công nhưng mà thay vì để cho bản thân mình rảnh rỗi mà bị cuốn theo những cái suy nghĩ tiêu cực trong những cái khoảng thời gian không phải là phù hợp cho cái công việc đó thì những cái lúc đó mình sẽ cố gắng nâng cấp kỹ năng của bản thân mình lên youtube mình học những cái tip những cái cách mà người ta quay phim những cái trending hiện tại để mình biết được là ờ ok khách hàng đang cần gì cho cái mùa tiếp theo đó thì những cái lúc mà thời gian rảnh như vậy khi mà các bạn tích góp được những cái thông tin tích góp được những cái kinh nghiệm cũng như là kỹ năng về nghề nghiệp của mình để chờ đến cái lúc đông khách chờ đến cái lúc mà cái mùa cưới đến, cái mùa bán nhà đến, cái mùa lễ hội đến thì lúc đó các bạn đã có sẵn tất cả những cái hành trang, những cái kiến thức, những cái trending, những cái posting để có thể giới thiệu cho khách hàng, để có thể giúp cho khách hàng tạo ra những cái sản phẩm đẹp. Thì lúc đó các bạn sẽ tạo ra một cái nguồn thu nhập ổn định và nó sẽ giúp cho cái công việc của các bạn trở nên hiệu quả hơn. Và thêm một cái việc nữa trong cái thời gian rảnh mà chúng ta có thể làm Đó chính là tạo dựng mối quan hệ với khách hàng Những cái mùa mà bận biểu các bạn không có online, không có đăng hình Không có tương tác với những cái người xung quanh đó, Thì đôi khi họ không có biết các bạn đang làm gì Thì mạng xã hội nó sẽ là như vậy thôi Nó sẽ cắt mất tương tác của các bạn đi Thì trong cái khoảng thời gian mà chúng ta rảnh đó, Thì chúng ta có thể tương tác, hỏi thăm lại những cái khách hàng cũ Cũng như là tạo dựng một cái mối quan hệ đối với những cái người mới gặp những cái khách hàng mới để khi mà đến cái lúc mà họ cần đến cái lúc mà cái mùa cao điểm á thì họ sẽ luôn nhớ đến bạn là cái người đầu tiên đang làm việc trong cái công việc này vẫn luôn chăm chỉ vẫn luôn học hỏi mỗi ngày tuy rằng những cái khoảng thời gian các bạn không có bận biểu cho công việc thì các bạn vẫn đăng những cái hình ảnh mới, đăng vẫn đăng những cái personal project, những cái rồi những cái dự án cá nhân lên trên mạng thì người ta sẽ cảm thấy ô cái con người này có một cái sự yêu thích, có một cái sự đam mê trong cái công việc họ đang làm thì họ sẽ ạch mai, họ sẽ rất là trân trọng những cái điều mà bạn đang làm đối với cái công việc của bạn thì khi mà họ cần một cái người quay phim chụp ảnh cho sinh nhật cho đám cưới của con họ thì bạn sẽ là cái người mà họ nhớ đến đầu tiên đấy cuối cùng là khi mà chúng ta đã hiểu được những cái yếu tố tạo nên cái sự bất ổn cho cái công việc của mình thì chúng ta sẽ phải lường trước được những cái rủi ro và lường trước được những cái mà chúng ta cần phải chuẩn bị để tránh cái tình trạng bất ổn đó thứ nhất là chuẩn bị tài chính ha dễ dành tiền khi mà chúng ta làm được nhiều tiền thứ hai nâng cấp bản thân nâng cấp chuẩn bị sẵn sàng hết tất cả những cái thiết bị tất cả những cái kỹ năng tất cả những cái trending và hiểu được cái thời điểm nào là thời điểm sẽ là cao điểm trong cái ngành nghề của các bạn trong cái, cái niche trong cái ngách của cái bộ môn nhiếp ảnh quay phim mà các bạn đang chọn wedding là mùa nào là tốt trước tết hay sau tết cái năm nay có phải là cái năm mà bán nhà sốt đất sốt nhà hay không để chuẩn bị những cái thiết bị những cái những cái movement những cái cách quay nhà cửa làm sao cho đẹp để giúp khách hàng bán được nhà dễ hơn và mùa này có phải là cái mùa mà công ty đang chạy sale những cái công ty đang muốn boost sale để chúng ta có thể tạo ra những cái tvc những cái clip quảng cáo đó bằng cách hiểu được những thứ mà chúng ta sẽ phải đối diện trong cái công việc của mình á thì các bạn sẽ hiểu được cái cách mà chúng ta tạo dựng cái sự ổn định cho cái công việc này tiếp theo tới cái vế thứ hai của cái câu hỏi này á là công việc này có kiếm được tiền hay không thì cái công việc nào nó cũng sẽ kiếm được tiền hết các bạn thực sự đây là một cái câu hỏi mà nó có mang tính tu từ đó à, người ta hỏi mình là cái công việc này có kiếm được tiền hay không thì công việc nào cũng kiếm được tiền hết nhưng mà ý nghĩa thực sự của cái câu hỏi này á là cái công việc này có kiếm được nhiều tiền hay không đó khi mà chúng ta đã giải quyết được cái vấn đề là ổn định trong cái công việc có nghĩa là nó đã mang lại cho các bạn một cái nguồn thu nhập ổn định nè một cái nguồn một cái một cái tâm lý làm việc nó cũng ổn định luôn rồi thì cái cách tiếp theo á là làm sao để tăng cái nguồn thu nhập đó lên và làm sao để có được nhiều tiền hơn từ cái công việc này khi mà mình tâm sự ở đây á mình sẽ không dám nói là khi mà các bạn làm cái công việc này các bạn có thể trở thành tỷ phú triệu phú bởi vì hiện tại là mình không phải là tỷ phú mình cũng không phải là triệu phú nên là mình sẽ không có dám nói với các bạn những cái điều đó nhưng mà mình dám nói với các bạn là công việc này nó cho mình cái cuộc sống mà mình mong muốn và mình đang vui vẻ với công việc này mình có xe để chạy nè mình đang sống tại trung tâm của một cái thành phố lớn nhất bắc mỹ và mình đang được sáng tạo mình đang được làm việc một cách vui vẻ mình đang được ra ngoài gặp gỡ làm việc nói chuyện với những cái người rất là tài năng thì cái công việc nó mang lại cho mình một cái cuộc sống mà mình mong muốn rất là nhiều từ trước tới giờ. Khi mà trước đây mình đi làm cho người ta đó mình không có được cái cảm giác đó. Còn bây giờ mình cái công việc này nó cho mình cái sự tự do. Ngày hôm nay mình có thể muốn tâm sự mình có thể mở mic, mở camera lên và nói chuyện trò chuyện với các bạn. Chứ mình không phải uh, sáng sớm là phải lật đật dậy thay đồ ủi đồ để đến văn phòng giống như trước đây nữa thì khi mà mình đã tìm ra được cái công việc nó mang lại cho mình cái niềm vui và mang lại cho mình cái sự thỏa mãn thì đối với mình đó là một cái công việc rất là tốt và nó giúp cho mình kiếm được tiền giúp cho mình kiếm được đủ cái số tiền để mình có thể trải nghiệm cái cuộc sống mà mình đang mưu cầu đang muốn hướng tới thì khi một cái công việc nó đã mang lại cho các bạn cái sự thoải mái cái sự thỏa mãn trong cái việc mà các bạn đam mê rồi á thì cái việc tiếp theo mà chúng ta phải suy nghĩ tới là làm cách nào để kiếm được nhiều tiền hơn nữa đúng không không thể nào mà chúng ta có thể cứ ở hoài cái mức đó và không thể nào mà chúng ta cứ cảm thấy đủ hoài được thì sau khi đã tìm được một cái công việc mà nó đã cho mình một cái cuộc sống mà mình cảm thấy vui vẻ nè thoải mái khi mà làm việc với nó đó thì mình cũng muốn nâng cao nâng cấp cái công việc này lên hàng ngày đúng không à, Ngày trước thì mình có thể chụp 50 đô 30 đô một tiếng khi mà mới bắt đầu nhưng mà bây giờ mình không thể nào mà mình lấy cái giá đó được nữa bởi vì mình đã ý thức được á là những cái kỹ năng và những cái những cái giá trị mà mình mang lại trong cái sản phẩm của mình ở cái thời điểm này nó đã cao hơn rất là nhiều so với một cái người giống như mình ở cái thời điểm đó là mới bắt đầu đó, mình sẽ cho ra những cái bức ảnh nó đẹp hơn cho ra những cái sản phẩm nó chất lượng hơn uh, những cái equipment của mình những cái dụng cụ của mình đầu tư vào nó cũng có chất lượng cao hơn để giúp cho cái công việc của mình giúp cho cái sản phẩm của mình đạt được cái chất lượng tối đa mà khách hàng có thể chi trả được một trong những cái cách mà mình nghĩ rằng các bạn có thể giúp cho bản thân của mình cải thiện cái income cải thiện cái nguồn tài chính khi mà làm một cái công việc nào đó đó chính là hãy phát triển kỹ năng lên các bạn hãy cố gắng học thật là nhiều những cái kỹ năng khác nhau nếu như các bạn đã tìm ra được một cái camera rồi á thì cái việc tiếp theo của các bạn khi mà học á đừng bao giờ coi review camera nữa khi mà các bạn đã có một cái chiếc camera trong tay rồi á thì hãy coi những cái video hướng dẫn chạy bố cục nè hướng dẫn chỉnh iso tốc độ khẩu độ và cái cách nào để quay phim để chỉnh phim cho nó đẹp đừng có coi quá nhiều những cái review camera review máy ảnh review cái lens này review cái gimbal kia rồi mình đã có những cái trang thiết bị rồi thì mình bỏ qua tất cả những cái đó nó không còn bổ sung cho mình những cái kiến thức hay và bổ ích nữa tương tự như vậy sau khi các bạn đã biết chụp biết quay rồi thì cái việc tiếp theo mà các bạn cần học đó, đó chính là làm sao để có thể quản lý một cái business quản lý một cái công việc của mình làm cách nào để chúng ta kiếm thêm khách hàng thì chúng ta phải học thêm marketing, làm cách nào để đăng một cái bài post mà có nhiều người người ta tương tác với các bạn thì chúng ta phải học về cái cách truyền thông, cái cách communication, cái cách nói chuyện, cái cách mà mình đăng bài, cách mình viết bài, cái cách hoạt động của mạng xã hội. Thì hãy bổ sung kiến thức cho bản thân mỗi ngày luôn các bạn về những cái mạng khác nhau, mỗi thứ một ít để các bạn có thể hiểu được là mình đang làm gì và những cái kiến thức nó nó sẽ quay trở ngược lại giúp cho các bạn phát triển cái công việc chính của các bạn là một cái người quay phim chụp hình sau đó đó là hãy đón nhận tất cả những cái cơ hội mà các bạn có thể hãy tự tin lên nếu như ngày hôm nay các bạn chỉ mới bắt đầu quay phim chụp hình đó các bạn chỉ mới chụp được uh, sinh nhật của đứa cháu chụp được cái uh, đám cưới của thằng em họ các bạn cũng đã có được cái kinh nghiệm và trải nghiệm của những cái sự kiện đó rồi thì nếu như có một cái người nào đó yêu cầu các bạn nhờ các bạn một cái đám cưới của họ, chụp một cái buổi tiệc sinh nhật của họ. Thì hãy tự tin để ok anh ngày hôm đó em sẽ đến và giúp anh chụp cái buổi tiệc của gia đình. Và cái mức giá của em là như đây. Đó thì các bạn hãy tự tin khi mà các bạn có được những cái kỹ năng giống như mình nói trước đó, cái cái kỹ năng định giá nè, kỹ năng marketing, kỹ năng nói chuyện với khách hàng thì các bạn sẽ tự tin để đưa ra một cái mức giá cho họ, để không phải các bạn phải đi chụp free hoài được đó một cái camera mấy chục triệu mà đi chụp free hoài được sao sao được rồi các bạn làm như vậy rồi những cái bạn khác khi mà họ cũng nghiêm túc với cái, cái công việc á thì cái khách hàng cứ cứ nghĩ rằng cái công việc này nó rẻ tiền cái công việc này nó ai cũng làm được thì họ sẽ không có chịu trả tiền với các bạn đúng không thì hãy nâng cấp kỹ năng của bản thân đón nhận tất cả những cái cơ hội và đừng có ngại những cái sự feedback cũng như là những cái sự thất bại trong cái quá trình mà chúng ta làm sáng tạo cũng như là nghệ thuật không ai đẻ ra là thiên tài hoàn toàn đâu các bạn có những cái người gọi là thiên tài trong cái 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 lĩnh vực của họ thì họ cũng đã phải trải qua những cái basic những cái thất bại những cái kỹ năng căn bản nhất để họ có được cái gọi là thiên tài cái họ hơn người á có thể là cái sự cái cái tầm nhìn cái họ hơn người có thể là cái sự cái cái góc nhìn của họ về một cái uh, hiện tượng xã hội nào đó nó khác biệt và nó làm cho người khác phải open mind phải wow oh thì ra đây là cái cái việc mà mà mình mình chưa có nhìn thấy được đó thì những cái người mà thợ chụp ảnh đẹp thì họ cũng phải chụp ra rất là nhiều những cái tấm ảnh xấu rồi mới lựa ra được cái tấm ảnh đẹp bây giờ cũng vậy thôi đối với mình nếu như mình đi chụp một cái wedding và mình chắc chắn là tất cả những cái photographer khác đều vậy luôn là sẽ bấm liên tục thôi mô mình cứ bấm liên tục nhưng mà về các bạn vẫn phải lượt file, các bạn vẫn phải coi qua tấm hình nào nó nét nó không nét, nó phù hợp hay nó không phù hợp để chúng ta bỏ đi và lấy lại những cái tốt nhất. đó nên là đừng có sợ bị feedback, đừng có sợ bị thất bại, đừng có sợ bị làm xấu và hãy cứ làm đi rồi lắng nghe những cái feedback đó để có thể cải thiện cái trình độ của bản thân, cái kỹ năng của công việc và sau đó thì khi mà các bạn đã thành công rồi á thì chúng ta có thể quay trở lại để giúp đỡ những cái người mới bắt đầu. À, các bạn sẽ thấy có rất là nhiều những cái photographer những cái người filmmaker khi mà họ thành công rồi á thì họ sẽ mở những cái workshop họ sẽ mở những cái trung tâm đào tạo để hướng dẫn cho những cái người mới bắt đầu trở nên thành công giống như họ. thì lúc đó các bạn đâu còn phải đi quay phim đâu còn phải đi chụp hình nữa đâu nhưng mà các bạn vẫn có thể tạo ra một cái nguồn tài chính bằng cách giúp đỡ người khác thì nó biến cái công việc của các bạn nó biến cái chuyên môn của các bạn thành một cái công việc nó hay ho hơn nó mới lạ hơn mà trước giờ chúng ta chưa bao giờ nghĩ là mình có thể làm được cả đó giống như mình khi mà mình bắt đầu làm youtube cũng vậy mình không nghĩ là có nhiều bạn có thể lắng nghe cũng như là xem qua những cái video của mình mình chỉ làm những thứ nó cơ bản thôi và nó có đầy ở trên mạng luôn cũng có rất là nhiều bạn comment trong cái youtube của mình là ok những cái này có đầy trên mạng mà anh nói lại cũng vậy thôi nhưng mà khi mà mình nói lại khi mà mình giảng lại mình cho những cái kinh nghiệm bản thân của mình vào mình cho cái phong cách của mình vào thì sẽ có những cái bạn họ thích cái điều đó và họ đến với mình họ lắng nghe mình và họ giúp cho mình có thêm cái tinh thần làm việc có thêm cái niềm tin cái sự tự tin cho cái chuyên môn của mình đó thì mỗi cái công việc nó sẽ luôn có những cái giai đoạn các bạn nên là đừng lo đừng ngại dám chấp nhận thử thách và dám chấp nhận những cái cái sai trong cái công việc của mình miễn là mình biết là mình sẽ cố gắng để cải thiện nó mỗi ngày và đối với mình cái thứ giá trị nhất của một cái công việc á, tiên quyết là nó phải giúp cho các bạn kiếm sống được đúng không và thứ hai là nó phải mang lại được niềm vui đó ngủ ngon khi mà đêm xuống và được tận hưởng những cái thành công trong cái quá trình làm việc đôi khi chụp được một cái tấm hình đẹp hoặc là làm ra một cái video nó thú vị mình cũng tự ngồi mình coi hoài các bạn đó. đó thì nó nó sẽ giúp cho các bạn tạo nên cái sự ổn định không chỉ về mặt tinh thần mà nó còn giúp cho các bạn ổn định về mặt tài chính vậy thì nãy giờ chúng ta đã bàn về cái sự ổn định trong một cái công việc cũng như là cái công việc chụp ảnh quay phim nó có kiếm được tiền hay không thì mình hy vọng là những cái chia sẻ nãy giờ cũng đã giúp cho các bạn có được một cái câu trả lời cho bản thân khi mà tìm hiểu về công việc của một người quay phim, chụp ảnh, sản xuất video, nói chung quy lại thì công việc nào nó cũng tốt cả các bạn, công việc nào nó cũng sẽ giúp cho các bạn có sự ổn định, có tiền và thậm chí nhiều tiền nếu như các bạn cứ toàn tâm toàn ý và tập trung để phát triển công việc, sự nghiệp, kỹ năng của bản thân và kết nối với những cái người xung quanh để giúp cho công việc của mình mỗi ngày nó tạo ra những cái niềm vui trong cái công việc tạo ra những cái sự thú vị để chúng ta có cái động lực thức dậy mỗi ngày cố gắng làm tốt hơn mỗi ngày và tạo ra những cái sản phẩm chất lượng để tăng cái thu nhập cho bản thân tăng cái cơ hội để chúng ta có thể gặp thêm nhiều khách hàng mình hy vọng rằng những cái chia sẻ vừa rồi nó giúp cho các bạn có thể thoải mái hơn và bớt lo khi mà trong những cái mùa mà đặc biệt là những cái mùa sau Tết này nè thì mọi thứ nó chậm lại thì hãy uh, cố gắng uh, trao dòi kiến thức đi trao dòi những cái kỹ năng của bản thân và um, chuẩn bị để đón một cái mùa mà sắp tới nó sẽ bận biểu hơn và mình cũng hy vọng là cái postcard này nó cũng uh, cho các bạn có được một trong những cái phút giây có thể uh, ngồi uh, tâm sự và kết nối với lại uh, mình cũng như là những cái anh em khác cũng làm chung ngành nếu như các bạn có những cái câu chuyện thú vị khi mà mới bắt đầu làm công việc này thì hãy đừng ngại comment ở phía dưới à, chia sẻ cùng với mọi người chia sẻ với mình cũng như là những cái bạn khác khi mà các bạn cũng đang bắt đầu tìm hiểu về công việc này để chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau và coi như là có chỗ để anh em chúng ta tâm sự còn bây giờ thì mình không biết là ở chỗ của các bạn là mấy giờ nhưng mà mình hy vọng là các bạn sẽ có một cái ngày thật là tuyệt vời thì nếu mà là ngày nắng đẹp thì hãy ra ngoài chụp ảnh quay phim, hấp phần với nó. Chắc cũng đến lúc mà chúng ta phải nói lời tạm biệt để ngừng cái podcast đầu tiên ở đây và hy vọng sẽ gặp lại các bạn trong những cái số tiếp theo. Và nếu như các bạn có được những cái idea hoặc là những cái câu hỏi mà các bạn muốn hỏi mình, muốn được chia sẻ hoặc là những cái câu chuyện mà các bạn muốn được chia sẻ thì hãy có thể gửi qua Facebook, Instagram hoặc là Gmail của mình thì mình sẽ đọc hết tất cả những cái comment và sẽ chọn ra những cái chủ đề hay mà mình có kinh nghiệm cũng như là những cái trải nghiệm về nó để có thể chia sẻ và tâm sự với các bạn trong những cái số podcast tiếp theo. Và mình hy vọng rằng các bạn có thể like và subscribe cho kênh của mình nếu như các bạn muốn xem qua những cái video về tutorial cũng như là những cái podcast chia sẻ giống như vậy trong tương lai. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong những cái số podcast tiếp theo. See ya. Peace.